Ai đổi kẹo kéo đây? Yến ơi, có kẹo kéo. Em chạy ra ngoài đi để chị đi lấy mấy chai nữa. Đổi kẹo kéo đây. Chị ăn hết rồi, còn tí. Ăn nhanh nhỉ. Ai kẹo kéo đây? Ai kẹo kéo đây? Ngon ghê, Yến, ngon không Yến? Có. Ừ, ăn cái này ít nhỉ. Mai muốn chị làm thêm không? Có. Làm kẹo đường nhá. Ngon ghê. Ai đổi kẹo kéo đây?
Nhiều. Nhỏ bằng cái kia vậy. Cái nào nó cũng là nữa này.